Fox Sports thật sai lầm nếu đánh giá thấp những đội bóng như U23 Việt Nam. Mặc dù mới là lần thứ tư được tổ chức, nhưng vòng chung kết U23 châu Á nhanh chóng nổi lên như một giải đấu thu hút những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất châu lục. Năm nay, giải đấu càng hấp dẫn khi 16 đội dự giải cùng đua tranh giành một trong 3 tấm vé dự Olympic Tokyo. Fox Sports Asia mở đầu bài viết có tiêu đề: tấm vé dự Olympic Tokyo có thể biến vòng chung kết U23 châu Á 2020 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất. Nhận định về cơ hội của các đội bóng ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, cây viết Grabientan khẳng định sau những gì mà U23 Việt Nam đã làm được cách đây 2 năm trước, các đội bóng không nên đánh giá thấp những đối thủ như đoàn quân của HLV Panzer. Năm nay sẽ không chỉ là danh hiệu vô địch mà còn là 3 tấm vé dự Olympic tại Nhật Bản. Nhật Bản với tư cách là đội chủ nhà, Qatar, Hàn Quốc, Úc và Ả Rập Saudi cũng muốn giành vé đến Tokyo, nhưng sẽ thật là sai lầm nếu đánh giá thấp những đội bóng như Việt Nam, đặc biệt là sau những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện năm 2018. Cây bút Grabientan viết: vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 1 năm 2020 tại 4 thành phố của Thái Lan là Bangkok, Buriam, Songkhla và Pathum Thani. U23 Việt Nam nằm ở bảng D với UAE, Jordan và Triều Tiên. Thầy trò HLV Panzer mở đầu chiến dịch sân chơi châu lục bằng trận đấu với UAE vào chiều ngày 10 tháng 1 tại sân Buriam. U23 UAE lóng ngóng nhưng vẫn là đối trọng của U23 Việt Nam. Xem cách vội vã hội quân rồi hối hả lên đường, U23 UAE dường như cho thấy không có sự chuẩn bị chu đáo. Nhưng đoàn quân của ông Marcie Scoza vẫn là đối thủ mà U23 Việt Nam coi là đáng gờm nhất ở vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020. Phải chờ các câu lạc bộ đá thêm một vòng nữa ở giải đấu quốc nội vào ngày hôm qua, U23 UAE mới có thể hội quân. Hôm nay, đội bóng này mới lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Như vậy, U23 UAE chỉ có một tuần để rèn chuyên môn trong đợt tập trung cuối cùng trước khi chạm trán U23 Việt Nam vào ngày 10 tháng 1 tới. Trước đó, ban huấn luyện U23 UAE đã đề xuất cho đội bóng tập trung sớm để sang Thái Lan từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 nhằm làm quen với thời tiết, điều kiện ăn ở cũng như múi giờ, nhưng bị Liên đoàn bóng đá nước này từ chối. Dù quỹ thời gian ngắn, nhưng U23 UAE vẫn là đối trọng đáng gờm nhất với U23 Việt Nam. Một số cầu thủ tiết lộ, ông Park Hang-seo đánh giá cao U23 UAE nhất ở bảng D. Cũng dễ hiểu thôi khi U23 UAE từng đánh bại U23 Việt Nam trong trận tranh hạng 3 ASEAN 2018. Trong trận giao hữu diễn ra cuối năm 2019, sau khi có kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 UAE cũng đã buộc U23 Việt Nam chia điểm sau trận hòa 1 đều. Dù chúng ta thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, có sự tiếp sức lớn của khán giả nhà. Lực lượng của U23 UAE đến Thái Lan là rất đáng gờm. Huấn luyện viên Marcie Scoza đã triệu tập nhiều tuyển thủ quốc gia như Khalifa Al-Hamadi, hậu vệ Omar Al-Astad, Ali Saleh và Zaed Al-Ameri. Trong đó, hậu vệ Omar Al-Astad và hai tiền đạo là Zaed Al-Ameri, Khalifa từng góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận thua 0-1 của đội tuyển UAE trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình. Đáng chú ý nữa là ngôi sao trẻ đăng lên Ali Saleh, tiền đạo có mẹ là người Scotland, được coi là Messi UAE. Khi góp mặt ở giải vô địch quốc gia UAE lúc mới 16 tuổi, năm 2019, Ali Saleh ghi được 10 bàn cho câu lạc bộ Al-Wasl và được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải. Với những gì đã thể hiện, U23 UAE đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào chân sút sinh năm 2000 này. Chắc chắn, Ali Saleh sẽ cùng các tuyển thủ trên là những trụ cột của U23 UAE ở chiến dịch giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Dù không có quá trình chuẩn bị như mong đợi của huấn luyện viên Marcie Scoza, nhưng Liên đoàn bóng đá UAE vẫn khẳng định đội tuyển U23 nước này sẽ nằm trong top đầu của vòng chung kết U23 châu Á 2020. U23 UAE sở hữu đội hình ổn định với nhiều tài năng đã được rèn giũa ở giải vô địch quốc gia cũng như được dẫn dắt bởi một ban huấn luyện giỏi, đủ năng lực đáp ứng được kỳ vọng. Tôi tin U23 UAE sẽ có một kết quả tích cực tại Thái Lan sau khi đã giành hạng 3 ở ASEAN 2018. U23 UAE nằm trong nhóm những đội hàng đầu của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ông Mubarak Al-Hairi, người phụ trách các đội tuyển quốc gia của UAE, tự tin tuyên bố. Liverpool thắng chưa khiến Klopp hài lòng, Arnold đã để huyền thoại MU.
Sheffield đương nhiên không phải là đối thủ xứng tầm của một Liverpool mạnh mẽ và được chơi trên sân nhà. Sau 90 phút, hai bàn thắng của Mohamed Salah và Sadio Mane đã giúp The Cop giành chiến thắng dễ dàng 2-0 để tái lập khoảng cách 13 điểm với Leicester City. Tuy nhiên, Jurgen Klopp vẫn có lý do để không hài lòng. Tất nhiên là thật tuyệt vời khi trải qua nguyên một năm mà không thất bại, nhưng mục tiêu của ngày hôm nay không phải là kéo dài kỷ lục mà phải thắng trận đấu nữa. Điều tốt nhất mà bạn có thể nói khi đối đầu với Sheffield là giữ cho trận đấu không quá đặc biệt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, chúng tôi chơi xung quanh hệ thống, rồi phản công, phá lối chơi, làm mọi thứ chúng tôi phải làm. Các chàng trai đã rất nỗ lực. Bạn có thể thấy một vài tình huống chúng tôi chơi cầu thả. Các cầu thủ có thể đã ghi thêm được nhiều bàn thắng nữa trong 2 hay 3 pha bóng. Chúng tôi cần sự tập trung, điều rất khó khăn vào thời điểm này. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, chúng tôi cần phải đảm bảo mình đã tiếp tục sẵn sàng. Ở một diễn biến khác, trong trận đấu này, Trent Alexander-Arnold không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng một hậu vệ khác là Andy Robertson đã thiết lập bàn mở tỷ số cho Mohamed Salah. Khi được hỏi liệu có cuộc đua giữa hai người, Alexander-Arnold thật thà: "Đương nhiên, chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau. Chúng tôi có một cuộc thi xem ai là người ghi bàn hay kiến tạo nhiều hơn và điều đó đã thúc đẩy cả hai. Chúng tôi muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người về vị trí này. Có một câu nói nổi tiếng là không ai muốn lớn lên để trở thành một hậu vệ hay Gary Neville. Chúng tôi muốn mang đến một cái nghĩ khác và thể hiện điều đó qua 18 tháng qua." Ryan Giggs khuyên MU nên bán Pogba. Trang Wondertin, cựu cầu thủ người xứ Wales khẳng định Man United nên để Paul Pogba ra đi, bất chấp việc tiền đạo người Pháp vẫn là cái tên đẳng cấp nhất ở hàng tiền vệ của Quỷ Đỏ. Giggs cũng cảm thấy không hài lòng khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer liên tục phải trả lời những câu hỏi về tương lai của Pogba. "Thật sự tôi lấy làm tiếc khi Ole liên tục bị hỏi về Paul Pogba. MU vẫn đang thi đấu tốt dù Pogba không ra sân. Cậu ấy đã chơi hay trong vài trận đấu nhưng lại liên tiếp phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Pogba là một cầu thủ đẳng cấp nhưng hiện tại cậu ấy không còn phù hợp với Man United", Ryan Giggs phát biểu. Thậm chí, Giggs cho rằng việc Pogba trở lại Old Trafford là sai lầm. Pogba không cho thấy bản thân phù hợp với Man United từ khi cậu ấy trở lại đội bóng. Pogba vẫn là tiền vệ đẳng cấp nhất của MU. Tuy nhiên, những tin đồn xung quanh Pogba có thể khiến mọi huấn luyện viên cảm thấy bực mình. "Hãy để cậu ấy thể hiện đẳng cấp trên sân cỏ như cách ngày trước chúng tôi vẫn thường làm", Giggs nói thêm. Mùa này, đóng góp của Pogba cho MU là hạn chế. Anh mới chỉ ra sân 8 lần trên mọi đấu trường cho Quỷ Đỏ. Tiền vệ người Pháp đang phải nghỉ thi đấu để điều trị dứt điểm vết đau ở mắt cá. Chấn thương đã khiến anh không thể ra sân trong gần 2 tháng qua. Dù đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Pogba được cho là sẽ sớm rời Man United để trở lại Juventus. Theo Tutto Sport, Bà Đầm Già đưa ra lời đề nghị 60 triệu euro kèm theo tiền vệ Emre Can để có thể thuyết phục Man United nhả người. Hiện tại, MU đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 31 điểm sau 21 trận đã đấu. Họ kém vị trí thứ 4 của Chelsea là 5 điểm. Minamino sắp đá trận đầu tiên cho Liverpool. Huấn luyện viên Jurgen Klopp mới đây đã hé lộ khả năng ra sân của tân binh Takumi Minamino có trận đấu đầu tiên cho Liverpool. Chiến lược gia người Đức cho biết Minamino nhiều khả năng sẽ ra sân trong trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton vào ngày 5 tháng 1. Minamino sẽ là phương án lựa chọn cho trận đấu với Everton. Huấn luyện viên Jurgen Klopp trả lời phỏng vấn. Trang IS dẫn lại, cậu ấy không có mặt trong trận đấu với Sheffield nhưng có thể ra sân ở trận đấu gặp Everton. Minamino gia nhập Liverpool vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo quy định của Premier League, tân binh của các câu lạc bộ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ được ra sân từ vòng đấu thứ 22. Tức là Minamino chỉ có thể có tên trong đội hình Liverpool ở trận đấu gặp Tottenham vào ngày 12 tháng 1. Chính vì thế, trận đối đầu của Liverpool với Everton tại vòng 3 FA Cup sẽ là cơ hội để tiền đạo người Nhật Bản ra sân cho đội bóng mới. Huấn luyện viên Klopp thừa nhận Minamino sẽ ra sân nhưng không tiết lộ cụ thể việc sử dụng tiền đạo châu Á. "Chắc chắn cậu ấy sẽ ra sân thi đấu, bao nhiêu phút thì tôi không biết", huấn luyện viên Klopp tiết lộ. Ngoài khả năng ra sân của Minamino, huấn luyện viên Klopp cũng cho biết tình hình chấn thương của Joe Matip và Dejan Lovren, hai trung vệ nói trên tiếp tục nghỉ thi đấu dài hạn đến hết tháng 1. Liverpool chi 7,25 triệu bảng để đưa Minamino từ câu lạc bộ RB Stambuk của Áo. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 4 năm rưỡi, tính từ ngày 1 tháng 1. Minamino là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử đội chủ sân Anfield.